越战已过60年，人也许多人饱受落叶剂与毒摧残，病苦折磨。慈济越南林路处举办义诊，在没有医疗、交通不便、贫困的木化县。đừng không chồng không con thì lý do là đi nhớ bà con cô bác lắm chịu không nổi xóm con gia đình đó người ta từ thiện người ta nấu cho ăn này này tôi thì nó đủ thứ bệnh bây giờ không biết bệnh gì mà nói có cái bệnh rung này bác sĩ trị có hết được 包括眼科、内科、牙科等多科别的健康把关。如果某几年，如果要出外，到这种内，uống thuốc hoài mà không hết，chú phải đi nội soi dùm con cái dạ dày，coi chừng cái ổ loét nó biến thành ung thư mà chú không hay。落叶季受难者协会提出请求，希望慈济协助提供轮椅、手摇车，帮助身障独立谋生。啊，lần này đầu tiên lên xe，mừng quá mừng ơi，có xe là đi tới luôn được，chạy bố được。 đi đâu người ta chở thôi mà cái xe là về chắc có thể bán số quá cảm nhận của tôi hôm nay rất là phấn khởi vì mình đã làm được một việc nhỏ để ủng hộ bà con ở vùng sâu hôm nay là coi như là một ngày làm Bồ Tát dân gian lại khen chuyện hãy nên nhị diện 职工用心里的漂漂亮亮，老人家虽看不见，用手摸摸新发型。走过受难之地，越南慈济人持续用爱灌溉。大爱新闻真善美之工，越南报道。